Dân mạng cho rằng Việt Nam hiện có quá nhiều cuộc thi nhan sắc, khiến họ khó nhớ nổi tên cuộc thi lẫn các hoa hậu, á hậu đăng quang. Một khán giả cảm thán trên Facebook: "Ra ngõ gặp hoa hậu là có thật." Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức vấn đề thế giới, hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất trong 24 giờ qua và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Việt Nam có hai hoa hậu, sáu á hậu sau một đêm. Ra ngõ gặp hoa hậu là có thật. Tối 3 tháng 8, chung kết Miss Grand Việt Nam 2024 diễn ra tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Với danh hiệu Hoa hậu thuộc về Võ Lê Quế Anh, sinh năm 2001, quê Quảng Nam. Cuộc thi cũng trao 4 danh hiệu Á hậu lần lượt cho các thí sinh. Lê Phan Hạnh Nguyên, Vũ Thị Thu Hiền, Lâm Thị Bích Tuyền và Phạm Thị Ánh Vương. Cũng trong tối 3 tháng 8, chung kết hoa hậu du lịch Việt Nam diễn ra tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Kết quả, Phạm Thị Ngọc Quỳnh, sinh năm 1998, quê Hải Dương, đăng quang ngôi vị cao nhất. Danh hiệu á hậu 1 và á hậu 2 của cuộc thi lần lượt thuộc về Huỳnh Kim Anh và Lê Thị Ánh Tuyết. Việc trong cùng một đêm có đến hai tân hoa hậu và sáu á hậu nhận về nhiều ý kiến tranh luận từ khán giả. Dân mạng cho rằng Việt Nam hiện có quá nhiều cuộc thi nhan sắc khiến họ khó nhớ nổi tên cuộc thi lẫn các hoa hậu á hậu đăng quang. Tình trạng thi nhan sắc tràn lan cũng khiến danh xưng hoa hậu và giá trị vương miệng bị giảm giá trị. Một khán giả cảm thán trên Facebook: "Ra ngõ gặp hoa hậu là có thật." Ông bầu Phúc Nguyễn, người gắn bó với nhiều cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam, cho biết trước đây, danh hiệu hoa hậu là điều rất cao quý là niềm tự hào và là ước mơ của nhiều cô gái trẻ. Hiện tại, cụm từ hoa hậu đang trở nên quá dễ dãi. Các cuộc thi ào ạt tổ chức, vàng thâu lẫn lộn, không cần yêu cầu chuyên môn hay điều kiện khắc khe như trước. Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương cũng từng chia sẻ quan điểm về tình trạng lạm phát hoa hậu ở Việt Nam. Ở cương vị là một khán giả theo dõi, tôi cảm thấy khá rối, hoang mang trước sự mọc lên ồ ạt của nhiều cuộc thi nhan sắc điều này cũng khiến tôi khá chạnh lòng vì bây giờ các bạn có nhiều ekip giỏi có nhiều sân chơi để tỏa sáng ngày xưa tên gọi danh xưng hoa hậu rất nghiêm ngặt khó khăn còn bây giờ nhiều cuộc thi ra đời trùng lập nhau gây nhầm lẫn tôi đặt câu hỏi rằng việc cấp phép các cuộc thi hoa hậu có đang dễ dãi quá không ngay cả giới truyền thông báo chí cũng bị loạn vì quá nhiều cuộc thi thì khán giả như tôi làm sao nhớ hết được Hoa hậu Võ Lê Quế Anh nói gì về tin đồn mua giải? Võ Lê Quế Anh vừa có những phút trải lòng về các ý kiến trái chiều xoay quanh chiến thắng của mình tại Miss Grand Việt Nam 2024, đặc biệt là tin đồn mua giải. Chiến thắng của Võ Lê Quế Anh lập tức nhận những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Chia sẻ về những tranh cãi liên quan đến thành tích vừa giành được, Võ Lê Quế Anh nói sau khi đăng quang, việc nhận được lời khen ngợi hay đón nhận ý kiến trái chiều là điều không tránh khỏi. Người đẹp 23 tuổi đón nhận những điều này bằng tâm thế cởi mở. Cô nói khi chọn người chiến thắng, phía ban tổ chức và ban giám khảo đã công tâm theo dõi hành trình của các thí sinh, nên tôi tôn trọng quyết định này. Võ Lê Quế Anh thấy may mắn khi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nhận được sự dạy dỗ, giáo dục từ bố mẹ. Theo Tân Hoa Hậu, đó là nền tảng vững chắc giúp cô có được thành quả như hiện tại. Người đẹp sinh năm 2001, tâm sự thêm. Trước khi giành chiến thắng ở Miss Grand Việt Nam 2024, cô từng tham gia một số cuộc thi và thậm chí từng thất bại. Đây là những trải nghiệm giúp Võ Lê Quế Anh trưởng thành và tự tin để có được danh hiệu Hoa hậu như hiện tại. Về tin đồn gia đình có điều kiện kinh tế để mua giải, người đẹp quê Quảng Nam lên tiếng phủ nhận. Cô nói người thân chỉ làm nhà nước nên chắc mọi người cũng biết thu nhập thế nào. Tân Hoa hậu thẳng thắng, Gia thế không phải yếu tố quan trọng, mà chính là sự dạy dỗ của bố mẹ. Chính sự yêu thương đã xây dựng nên con người tôi hiện tại. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, nàng hậu từ chối trả lời. Cô nói muốn giữ chuyện cá nhân cho riêng mình và mong khán giả quan tâm đến các hoạt động của top 5 Miss Grand Việt Nam trong thời gian tới. Cô cũng bật mí thêm động lực lớn nhất để bản thân đến với đấu trường nhan sắc là thực hiện ước mơ theo đuổi lĩnh vực âm nhạc. Người đẹp bày tỏ thông qua cuộc thi, tôi có cơ hội tham gia phần thi Brand Voice. Hy vọng đó là bước đệm để trong tương lai tôi phát triển hơn. Thái Nguyên bắt hai thanh niên lập nhóm kín chia sẻ clip khiêu dâm. Ngày 4 tháng 8, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ Nguyễn Công Sơn, sinh năm 1996 và Vi Văn Kha, sinh năm 1996, về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo kết quả điều tra, vào năm 2022, Nguyễn Công Sơn đã đăng ký tạo lập quản trị nhóm trên mạng xã hội Telegram với mục đích để bản thân và một số thành viên trong nhóm đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video clip có nội dung khiêu dâm, đổi trị. Chỉ tính từ cuối năm 2022 đến tháng 4 năm 2024, Sơn đã đăng tải 5.209 tập tin video, 886 tập tin hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đổi trụy cho các thành viên nhóm, Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vi Văn Kha về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tưởng gã con gái gần cho đỡ nhớ, ai ngờ trước thêm nợ. Một đoạn video được Giang Cư Mận thích thú truyền tay nhau vì thấy sao cảnh này quen quá hình như là gặp ở đâu rồi theo đó đoạn video được một người chia sẻ kèm theo dòng trạng thái như sau nhà có con gái lấy chồng gần nghe bảo hai vợ chồng đi mua bún chưa đến hàng bún thì đi ngang qua nhà ngoại chị vợ gọi với vào hỏi mẹ có cơm không thấy có là phi vào luôn khỏi ăn bún mê cái cách anh chị ấy dứt khoát đúng kiểu con gái lấy chồng gần có cái bát canh nó cũng bê đi luôn bao quá trời bao Hóa ra trong video là đôi vợ chồng trẻ. Cô vợ lấy chồng gần nhà mẹ đẻ nên quen nước quen cái. Hay qua nhà mẹ rột, xin xỏ y như thói quen lúc còn con gái. Tuy nhiên hiện tại, chị ta xin xỏ gấp đôi vì có thêm phần của anh chồng. Hai vợ chồng được cái đồng vợ đồng chồng, thấy vợ rất mất liêm sĩ, thì chồng cũng đeo lên 14 tầng da mặt. Vừa nghe trong nhà mẹ còn cơm là hai vợ chồng như vớ được vàng, kẻ trước người sau chạy xe vào nhà ngay. Thế là chiều nay hai vợ chồng vừa tiết kiệm được tiền mua bún, vừa không phải ăn cơm hàng cháo chợ. Tuyệt vời còn gì bằng, dạy gì mà không tranh thủ. Tưởng gã con gái đi thì đỡ nấu một phần cơm. Ai ngờ giờ phải thổi sẵn thêm hai phần để hai vợ chồng con gái có lỡ đường thì còn tấp vào ăn. Mặc dù mẹ hiền hay giả vờ khó chịu vô cùng, nhưng thôi kệ. Đây là câu chuyện không của riêng người mẹ trong video mà còn nhiều nhiều người mẹ khác khi cũng ở hoàn cảnh gã con gái gần nhà. Cộng đồng mạng xem xong video thì để lại hàng nghìn bình luận nói về cái cách mà anh chồng và cô vợ, kẻ sướng người tùy rất chi là ăn ý. Chứng tỏ tình trạng ăn ké này đã diễn ra khá nhiều lần rồi. Bắt shipper cướp tài sản của vợ chồng du khách người Úc Ngày 4 tháng 8, thông tin từ công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng cướp tài sản của vợ chồng du khách người Úc chỉ sau vài giờ gây án. Trước đó khoảng 15 giờ 30 ngày 3 tháng 8, công an thành phố Hạ Long nhận được trình báo của hai vợ chồng du khách quốc tịch Úc về việc bị đối tượng nam giới cướp giật tài sản. Theo trình báo, khi hai vợ chồng du khách người Úc đang ngồi uống nước trước cửa số nhà 133, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long thì bất ngờ bị một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô áp sát và giật chiếc ba lô rồi tăng ga bỏ chạy. Đáng chú ý, bên trong chiếc ba lô có hộ chiếu, visa tiền, điện thoại khiến vợ chồng du khách người Úc rất hoang mang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 2 giờ sau, công an thành phố Hạ Long đã làm rõ và bắt giữ Dương Đức Trường, 33 tuổi, nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản. Làm việc với cơ quan công an, Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Qua rà soát của công an thành phố Hạ Long, Trường từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần gần đây nhất, trường phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hạ Long năm 2018, bị xử phạt 5 năm tù. Sau khi ra tù vào tháng 5 năm 2023, trường đi làm shipper. Công an thành phố Hạ Long đã lập biên bản bàn giao lại đầy đủ tài sản cho vợ chồng du khách người Úc, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của kênh tin vấn đề thế giới đừng quên bấm đăng ký kênh và đốt chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật mỗi ngày